Chào các bạn, hôm nay mình có mấy cái hải tàu để chia sẻ giao lưu với anh em mình. Hôm nay có 4 số các bạn. Số 1 của con, bắt lên số 1. Con quay bên đây nè, đây. Con ngồi qua đây nè, ngồi qua chỗ mấy cây, đưa luôn ngồi chỗ mấy cây. Mở cái bàn quay chỗ đây, con bón quay sạch tới đây. Cái nó khôi động, đó, dài đó, đúng rồi. Rồi mã số 1 các bạn. S1 nha, cây đầu tiên. Hôm nay hải châu rất đảo các bạn. Con đo thông số còn. Cái đó cái bà chưa ấy mà, bà chưa khui đó. Cái đó chưa khui. Số 7. Hoàn vị trí đó là số 7 các bạn, chiều cao. Đó chiều cao đó lọt làm cái châu con. 27. Cao 27 lọt làm cái chậu. 16. Rào cũng xây. Cái đầu tiên của mã S1 các bạn. Hải châu đất đảo Bình Định. Đây, lá là lá phôi nha. Anh em mình thông cảm. Rào bỏ xuống con, bỏ bên đây. Bỏ xuống. Đây là cái thứ hai của mã S1. S1 nó gồm 3 cây các bạn. Đây còn đỏ hoành này. Nó tổng hoành này còn tới nhiều. Đây tổng hoành này. Phần đây nó có lũa này. Cái đây có lũa nha. Đo ngay cục. À đo ngay đây tới nhiều. Thì cứ ném đầu thuốc cái chạy lại cho thứ giải. Bánh nhanh với đôi gì mà chậm chạp chứ con. Rồi tổng anh cục đây 24, chiều cao con. Chiều cao 12 phân. Chiều cao 12, rồi đo cái lột làm cái chậu. Đo lột làm cái chậu. Lột làm 15. Rồi đây là cái thứ hai của máy S1. Cái lột đáo còn kỳ quá. Cái thằng đây mình à. Con tay cái mà nè. Có lũa nha. Rồi bưng cái kia lên con. Bưng cái kia lên. Bưng cái lên. Chút lá phổi. Lá phổi nè. Rồi cái thứ ba của mã S1. Đây con đỏ hoàn này. Dư chút. Đo vị trí đó, đúng rồi. Hành số 11. Hành số 11. Chiều thì xuyên ra, đo xuyên ra bao nhiêu? 27. Chậu. Thì cứ như vậy con đo mà cứ quên hoài. 17. Chậu một lọt là 17. Rồi quay con. Qua hai dòng nữa đi. Rau S1 nó gồm 3 cây các bạn. 3 cây này nha. Giao lưu anh em mình là 400.000 đồng bao ship. Đây các bạn, 3 cây nha. Đây, 1 cây, 2 cây, 3 cây. 3 cây này giao lưu anh em mình là 400.000 đồng bao ship nha. Đấy. Rau S2. Mã S2 nó gồm 4 cây các bạn. Đây là cây đầu tiên mã S2. Rồi đo con, đo anh em. Hình số... số 10. Chiều cao. Đầu tiếp chiều cao đo lọt làm cái chậu liền. Chiều cao 15. Chiều cao 15 lọt làm cái chậu nhiêu. Lọt làm 15 luôn. Rồi quanh số 10. Đo vị trí này các bạn. Ở đây nha, đo đây to hơn này. Đo đây thứ nhiêu không? Cao 15, chậu rộng 15. Đo cái cục đây này. Đo cháy. Đo kiểu đó cục. Đây. Cục đây 16 quanh. Cục đây 16 quanh các bạn. Đây quanh 16, chỗ đây 15. Cao 15, chậu lọt là 15. Cây đầu tiên của mã S1. Đây có một cái lũa nha.
cái lỗ đây, cái lỗ đây mọi người, đấy, đây mình thấy lỗ không? Bỏ xuống đây, bỏ ngoài tiếp rồi, bỏ luôn. Mã này số 2 nó 4 cây mà. Cái thứ hai của mã số 2 S2 các bạn. Và nhanh chút. Rồi đo rồi, đo quanh chiều cao, đo tổng quanh thì thứ nhiều. Để mà coi đèn sống nha. Rồi chỗ đây còn sống các bạn, còn tứ nha. Rồi đo thứ hai mà nó thấy chưa thấy nước. Tổng quanh 20 chiều cao. Chiều cao 15. Còn đo hoàn vị trí này thôi. Cao 15 à. Tổng quanh dưới 20 cao 15. Vị trí này hoành số 8 các bạn. Lọt là 16. Lọt là 16. Rồi đây là cây mã S2. Cái thai nó gồm 4 cây nha. 2 cây đầu ấy. Rồi cây này thứ 3 của mã S2. Đo cũng đo luôn này, đo qua này. Cái hình này phải đo tì chứ đo gì nữa. À đo tì, chiều cao đo chiều cao ấy. Cái đập đau còn kia quá. 17. Cao 17 phân lọc làm nhau. Làm trọng 15 phân. 14. 14 phân này. Đấy cái hoành này các bạn. Đấy con tì mình nha. Cái đầu đấy nó bị hình như nó khô các bạn. Đấy, quá. Quá. Anh nó tư. Mà nó chưa chịu nước các bạn, mình tưởng nó khô chứ. Hay. Đâu, cái thứ ba. Tiếp tục cái thứ tư. Rồi bà cũng đo tay rồi. À, cái đây đo tay rồi, đo chiều cao rồi. Đây, đo chiều cao, đó bà đo tay rồi. Cái tàu đấy chừng 15. Chiều cao này bạn, chưa được cái gan. Thân này. Bạn đầu đi thỏ. Hai thân. Thân đây còn tư nha. Đây nước mặn tới đây này, còn tư này. Đây nước mặn tới trên rồi. Cái đây chưa khui đó nha. Rồi bốn cái này các bạn mã S2. Đây S2 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây. 4 cây này giao lưu anh em mình là 400 ngàn đồng bao ship. Đầu kia S3. Cây đầu tiên của mã S3 các bạn, S3 nó có 2 cây nha. Đầu đo con đo tổng hành này. Tổng hành đây thứ nhiều. Đo vị trí đây thứ này. Rồi tổng hành vị trí này được 17 các bạn. Chiều cao. Mặt ngay đầu đồ ngon gốm không? Chiều cao 12. Chiều cao 12 phân chậu. Chậu chừng 15. 15 phân đó các bạn. 14. Chậu lục là 14 phân. Đây là cái đầu tiên của mã S3. Có thứ hàng học đây nó có gì này không xôi được kỹ ra. Dạ, không có vấn đề gì. Ây da, cây nhỏ nhỏ. Dạ anh em ở phố chào mấy cây nhỏ. Đâu, đây là cây thứ hai của mã S3. S3 nó gồm 2 cây. Cái đây bự hơn này. Hải châu đất đảo. Rồi cũng đôi con. Trời quá. Cái đấy rất to mà. Rồi quanh vị trí đó là 13 chiều cao. Chiều cao 28. Chiều cao 28 phân. Lọt làm 20. Lọt làm chậu 20 ha. Dạ. Rồi quay 2 vòng nữa con. Cây cổ to quá. To mà thiếu cái đẹp nữa. Rồi bưng bón đây. Rồi coi thôi. Ui dồi, con mẹ nghe to. Rồi hai cái này các bạn. Giao lưu anh em mình là S3 hai cây 400 ngàn đồng bao ship nha, cả hai cây luôn. Rồi S4 các bạn, S4 nó có một cây này. Đó là một bờ ba thân nha, liền cốt chứ á. Cây đây kích giật nhiều lần các bạn. Chú sập, chỗ đây nó phức cái bờ. Đây dâm xuống mà này.
chắc sao nó thôi tôi tôi thân nhảy rồi. Đưa bà quay qua phía này thôi, sao tới rồi đây. Không phải ánh sáng lột được cái còi này. Được ra. Chết chết chết. Con tao tui à. Rồi bà chỉnh mấy đoạn kìa. Đây các bạn, đây là mã S4 nha. Hồi nãy mấy nó tối quá, mình quay không được cái gì hết. Tới cái quay lại. Đây S4 nó một cây nó liền cái góc nha. Đây nè. Một khối nè. Nó liền một khối, nói chung là một cái cục đẹp như này các bạn. Hiện trạng là mình thấy nó đẹp tu nè. Đây ba cái thân này cũng đo con đo chiều cao thôi. Đo chiều cao với tổng bán nó thôi. Còn cái thân nữa bà so sánh này. Bao nhiêu? Tao đọc luôn. Tầm 54. Dở ngon. Nè. À 54 đến 3. Cao 53 phân. Tán rộng nhiêu? Rộng tới đo hảo dưới luôn. 33. 33 phân ha. Ở dưới là 34. Rồi con quay. Cây này kích giật nhiều lần các bạn. Cái đây cây đất đảo kỳ con nha. Còn mấy cái đây là cái đảo Hải Minh này. Khu vực đảo Hải Minh. Còn cái đây là cái đảo kỳ con này. Cây đây cây nhảy yến này. Cái đây lâu rồi này còn trong vườn này. Đây. Anh em thấy mình cái cao. Đấy. Cái đây là cây đất đảo kỳ con. Cái đây còn trong vườn lâu lắm rồi này. Thằng đèo sao mà kết đế à, thằng đèo bốn tầng rồi ghét rồi kết thằng. Rồi cái này giao lưu anh em mình là 250.000 đồng bao ship. Cái này cái kỳ con nha. Còn mấy cây 1, 2, 3 là cây của Hải Minh, khu vực đảo Hải Minh các bạn. Rồi xoay con. Rồi, cái này là mã số 4 giao lưu anh em mình là 250 đồng bao ship. Ui dồi, đọc đây. Đảo. Xuống đó cây thiệt ngợ nữa con. Đây không số. Đây, sẵn mình chia sẻ anh em cái vụ đây luôn. Anh em biết hai chạy thuốc rồi. Đây nè. Mình chia sẻ anh em cái chuyện đây nha. Anh em hai cái chai thuốc này đây. Anh em này mình đỡ cái máy uy nghiêng này. Anh em chụp màn hình cái hai chai thuốc này lại nha. Nếu anh em nào cần đây, mình giữ cái máy trong cái trạng thái rất là sao lâu để anh em mình chụp màn hình lại. Đây nó trị cái bệnh này nè các bạn. Cây mùa đen hay bệnh nè. Bệnh vàng lá. Hai cây này là pha chung với nhau các bạn. Pha chung với nhau nha. Cây mà bệnh cỡ này á thì bình 2 lít nước pha mẫu loại 4 sơ. Bệnh mà đây bệnh nặng cái này. Là 2 lít nước là mình pha ra mẫu loại 4 sơ. 4 sơ sơ, tất nhiên là 4 sơ sơ thuốc này. Đây nha. Và 4 sơ sơ thuốc này, cái chai đây là tự tuyến trùng rỡ. Còn chai đây là tự trên lá này. Đó, mỗi loại đây là 4 sơ sơ. Pha một bình 2 lít nước, anh em phun đẫm lên cái cây và lá. Cả cái gió thở dưới đó, dưới chậu luôn. Anh em mình phun thời gian nó ra màn rạng như vậy. Còn nếu anh em không phun thì cứ nó coi coi vậy, nó cứ trái ra ngoài nha. Nó không có xanh lá mà nó mất cái màu diệp lọc đây. Cứ trái nó ra ngoài là riết là có 2 năm sau là cây nó xin nó chết luôn. Anh em lưới, mình kỹ mình phun 2 lần nha. Tuần sau phun lần đầu rồi dép bấy ngày sau tuần mình phun lại lần nữa. Nhưng mà khi anh em phun lên là cái lá hai chậu mình nó biến dạng này. Nhưng lưu ý nó biến dạng, cái lá nó phát triển bất thường, mình phun là nó lại nè. Còn anh em không phun thì đừng có mơ nó ra vậy nha. Đây cái chai này á là anh em mua ở đâu mình không biết, chứ tại quê hương mình nha. Cái chai này là 105.000, chai này là 105.000 nha. Còn cái chai này là nó 65.000, hiểu đây. Sigenta. Cái này là 65.000, còn cái này là 105.000, hai cái này là 170.000.
là mình mua tại ở nơi mình. Còn anh em mua ở đâu nhiêu mình không biết. Hai chai thuốc mua y nguyên luôn nha, mình chưa phun lần nào nè. Hai chai cũ hết rồi, mới mua hai chai mới. Anh em lưu ý, hai chai này cái liều lượng mình vừa nói xong á, đó là phun, gọi là phun đậm á. Chứ nó trị một cái loại bệnh nữa. Ở đây là một, chỗ này còn. Sẵn mình chia sẻ anh em luôn, mua đây coi này bệnh bạn. Đây, cái bệnh thứ hai là cái bệnh này. Đây anh em coi nè, nhìn nè. Cái cây lá đang tự xanh mà tự nhiên nó tuột rớt hết nè. Đó, anh em phun kẹp thuốc đó vô nó vẫn bớt nha. Còn riêng cái bệnh này thì mình, anh em nào có tài hơn á thì mình không biết, cho cái bệnh này là mình đang nghiên cứu cái thuốc mình phun này. Đây. Mùa mưa lại bị phụ cạnh liền, nó đu lên một phát là phụ cạnh các bạn. Mình phun thuốc vào này để mình coi thứ hai ngày sau cái phản ứng nó như thế nào. Đang khỉ đời ạ. Bây vô đây con. Sẵn video mình cũng chia sẻ anh em mình như vậy. Anh em mình, nhưng mà cái kẹp thuốc đó nha, cái kẹp thuốc mình mới quay á là nó trị được cái cây mai nha. Cây mai mà nó bị vàng lá mía các bạn, dạng nó vàng lá nó mất dịp lục ấy. Anh em phun liều lượng y như mình ấy, cũng phun hai lần là cây mai mình nó nói nha. Cây mai của mình nó thì nó sẽ lá nó sẽ xanh lại. Cái hái cháu cũng vậy các bạn, anh em phun lên là cái lá vàng nó xanh lại nha, chứ không phải nó vàng luôn hay nó rụng đi đâu, nó xanh lại. Con vô đo cây thuốc nợ thưa con. Cái trường hợp thì ban giao lưu anh em 400.000 đồng bao ship cả hai con cây trồi mồi nữa. Mà hỏi cũng bưng ra đây hết cái con, bưng được không? Bưng ra đây, bưng ra ngoài đây. Anh em chưa? Sợ nó chết. Còn anh em mình toàn sống rồi, mình đem ra giao lưu anh em mình. Nói dính rỡ chứ không? Rậu. Nói chung cái rỡ chứ đâu. Coi khom lưng đi động nha. Ôi, coi nó tì cái kia, nó có gai đâu á. Khom xuống. Bưng cái cây là khổ sở các bạn. Vậy chứ còn ráng hoài bậy, anh em thương. Anh em thương hãy giao lưu, còn anh em không thương thì phải bưng vô cắt. Vậy đó. Mình xách các bạn quay xuống quay các bạn. Bưng lại cho rộng đi. Quay cho nó đàng hoàng luôn. Bưng lại cho rộng đi. Lại đứng ngay chỗ cái ngã ba đây đó, đứng đó rồi con lên đi, hay lên bưng bằng quay xuống mất thời gian. Bằng quay đi chưa bạn, đỡ thức mà lấy ra đi lên bưng quay. Cây mai mà để bị vàng lá các bạn, dạng nó bị vàng lá mới là phun cây thuốc đó nó còn bớt nha. Mình không kì, mình cũng tại gì mình phun hết đâu. Vậy mình có cây mai nha, cây mai vậy nó bị vàng lá, nó khô, nó vàng hết vậy, mình phun. Ôi, tao sẵn mình phun qua cây mai luôn. Thằng thầu chết sống chuyện của mày, sẵn thuốc tao phun luôn. Vậy là coi như nó xanh lại các bạn, các lá nó xanh lại như vậy. Hồi cây mai đó, rồi mình sao mình cho thằng em mình đâu. Còn đây cây mai đây là cũng thằng con mình chứ con vợ mình qua đáo nó đào này. Anh em mình nhìn này, thấy nó trắng sợ biên nát mình hết á. Nó đào nó kích đọt kích đồ, anh em có xem video đã biết, dẫn vợ còn qua đảo cho nó kích đọt kích bông gì nó cắm bình ấy. Bây giờ đây là mình ghép giáo nghe, mình ghép bò mai giáo vô hết rồi này, rõ nó xuống đất ở đằng đây này, mình nhố lên sực sực rồi mình bó xuống nó lại xuống đất, rồi mình nhố lên nó lại xuống đất liền, bạn vui lắm. Anh chia sẻ này mình coi thích ngọ đợi chúng ta rồi. Cái đây sống khỏe rồi các bạn, giao lưu anh em mình được không nha. Cạnh cạnh nó bự này, chứ đồ yếu xì cầu que thật bãi, đó nuôi tim này. Giao lưu mình kích đọc bớt nha. Anh em thông cảm mình sẽ kích bớt khúc, hoặc là mình cơm lại được là mình cơm. Đây cơm đã chắc nhiều lúa. Cái đất ngọt nó nhiều lúa sao. Ôi nó dính, nó dính. Cái đi quay nó dính nhiều quá các bạn. Được không? Cây thích ngọ này nó mang lúa các bạn. Lúa âm thân. Chắc lợi là chả lúa. Chắc là chả lúa. Cây thích ngọ cái da nó vàng như cung ngọ. Nó ra cái chất cũng vàng như cung ngọ. Rồi cũng đo thứ con. Con đo thằng số thước sau lưng con kìa.
Tới nãy bưng cái cây ra khô cực quá thì mà không biết. Thưa cô chú có giao lưu được không? Bao quanh vị trí đó hay? Dạ. Quanh vị trí này là 19. Lúa nó này bạn, cây đại học mình khai thác ở đây mình biết rồi chứ. Đây. Lúa này. Đấy. Đấy, đó quanh đây với con. Quanh tóm đó. Quanh tóm đó thôi. Thì quanh giấy chứ giờ quanh sao nữa. Số mấy? Ba mấy mà cứ cà lem luôn hả? 35. Cái thằng cà lem luôn ông ơi, chắc là chiều cao con. Ừ, đậu lên. Đọc ra chữ cà lem biết nó con. Cà tới đây luôn. Gào 94. Thì mày tạo lên 94 phải không con? Đúng không mày còn ở bế thước không vậy? Không. Đưa ra lại coi. Nè. Đâu giữ con? Vậy đâu bế thước không? Lộn thước vào lộn mạch vào đây. Đâu giữ xe nước lại. Mẹ nó không khác nhiều đâu. Quay lại. Sao khác không? Giỡn. Chiều cao, kéo thẳng lên. 52. Bậy bạ không mày? Chắc lộn. Tôi nói chiều cao đâu có khúc vậy mà. Tại vẫn sống hết nha các bạn. Đây. Chỗ này là vẫn sống này. Đấy. Mặt đây sống nha. Hầu về rừng mình khai thác cái mặt đây nó cũng sống từ rừng dài. Rồi cái đây. Cái đây nó lũa dài nó cũng sống bên mặt đây dài. Ở dưới ngang mấy cái rễ này đi thẳng xuống không vậy các bạn? Mình cứ ngang ao vậy mà trồng nó sống ao vậy á. Rồi cây đây là cây không số và cũng là cây trích nợ cuối cùng video hôm nay các bạn. Cuối cùng video hôm nay cái trích nợ này giao lưu anh em mình là 600.000 đồng bao ship nha các bạn. Đây cần nhắn già rồi anh em mình giữ được rồi nha. 600k đồng bao ship. Rồi video của mình cũng xin kết thúc ở đây các bạn.